Lúc bấy giờ, Phong Thần Bảng vẫn như trước, không ngừng hấp thu vô danh vật chất trong đan điền Tần Xương. Hơn nữa, tốc độ hấp thu ngày càng tăng nhanh hơn. 2 năm sau, đã hấp thu hết 3 phần vô danh vật chất trong đan điền. Phong Thần Bảng bề ngoài cũng không còn rõ nét, mà đã biến thành một dạng vật chất mờ ảo. Vô danh vật chất đã giảm đi, tốc độ tu luyện của Tần Xương so với trước cũng giảm theo. Bây giờ cũng mới chỉ so sánh với lục cấp tiên đế. Tình thế ngày càng xấu đi, Tần Xương cố gắng khống chế Phong Thần Bảng, đem huyết nhục của bản thân truyền vào bên trong Phong Thần Bảng, hy vọng có thể khống chế được Phong Thần Bảng. Thế nhưng Phong Thần Bảng sau khi hấp thụ máu huyết của Tần Xương, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Đồng thời máu thịt của Tần Xương cũng bắt đầu bị Phong Thần Bảng chủ động hấp thụ. Lúc này Phong Thần Bảng giống như hắc động trong vũ trụ, thường xuyên điên cuồng hấp thu hết thảy mọi thứ trong cơ thể Tần Xương. Vô danh vật chất, huyết nhục của bản thân, ngay cả đến linh hồn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị hấp thu. Một cỗ hấp lực cường đại từ trong Phong Thần Bảng truyền ra, Tần Xương cuối cùng cũng không chịu nổi, thân thể không thể động đậy, linh hồn vất vả chống trả. Tần Xương đối với Phong Thần Bảng là người hiểu rõ nhất. Nếu linh hồn bị hút vào trong bảng thì hậu quả Tần Xương cũng không dám nghĩ tới. Ngay khi linh hồn Tần Xương rung động, Tần Vũ cũng đã phát giác được, ngay lập tức thuấn di mang theo Lập Nhi đi tới trước mặt Tần Xương. Tiểu Xương, ngươi bị làm sao vậy? Khương Lập cũng phát hiện ra Tần Xương có chút không bình thường, sau khi đi tới chỗ Tần Xương liền vội vàng hỏi. Khương Lập vừa mới đi tới gần Tần Xương liền bị một cỗ lực phản chấn vô cùng cường đại hất văng ra. Tần Vũ vô cùng kinh ngạc, Khương Lập chính là thần vương, Tần Xương cùng lắm cũng chỉ là một hạ bộ thần nhân, sao có thể hất văng được Khương Lập đây? Lập Nhi, cẩn thận, Tiểu Xương có gì đó rất khác lạ, để cho ta tới xem thử xem sao. Tần Vũ giữ chặt tay Khương Lập. Khương Lập đang khóc nức nở, nghe thấy Tần Vũ nói như vậy lập tức gật đầu. Vũ ca, mau mau cứu Tiểu Xương, muội cảm giác nó càng ngày càng xa chúng ta rồi. Tình huống trong cơ thể Tần Xương, Tần Vũ với thực lực của Tân Vũ Trụ cũng không có nhìn ra. Hơn nữa, với thực lực Tân Vũ Trụ của Tần Vũ cũng không có khả năng tới gần được. Vừa rồi mới tới gần cũng giống như Khương Lập bị hất văng ra xa. Tình huống như vậy cũng chỉ có tại Thiên Tôn Sơn khi Linh Bảo Mẫu Đỉnh xuất hiện. Thế nhưng Tần Xương hiện tại cũng mới chỉ là hạ phẩm thần nhân, còn Linh Bảo Mẫu Đỉnh chính là do Hồng Mông Không Gian sinh ra. Vũ ca! Khương Lập hốt hoảng nắm tay Tần Vũ, nước mắt đã chảy thành dòng. Khương Lập vẫn luôn canh cánh đối với nhi tử Tần Xương này không có quan tâm nhiều, để cho Tần Xương từ nhỏ sống trong tình cảnh thu mình phong bế. Tần Xương bỏ đi, Khương Lập cũng vì thế mà tự trách mình nhiều hơn. Tần Tư, Tần Xương đều là nhi tử của nàng, bất quá mọi người chung quanh đều vơ lấy Tần Tư, tán dụng Tần Tư. Khương Lập không phát giác được cũng bị mọi người ảnh hưởng. Vì vậy đối với Tần Tư cũng tốt hơn một chút, mà đối với Tần Xương cũng kém quan tâm hơn nhiều. Chỉ tới khi Tần Xương không còn ở bên cạnh nàng, Khương Lập mới phát hiện được chính mình cảm giác áy náy đối với Tần Xương ngày càng tăng. Hiện tại thấy được hình dáng của Tần Xương lúc này, tâm trí nàng càng kém hơn bình thường. Linh lực Tân Vũ Trụ không có tác dụng, Tần Vũ không làm gì khác hơn là sử dụng tới Hồng Mông linh lực. Có thể nắm trong tay vũ trụ không chỉ có Hồng Mông, Lâm Mông mà còn có Tần Vũ. Tất cả đều có thể khống chế lực lượng Hồng Mông linh lực lớn nhất. Hồng Mông linh lực có đặc thù là Hồng Mông không gian bé nhỏ. Sau khi đem Tần Xương vào bên trong, tại Hồng Mông không gian, Tần Vũ sử dụng thời gian tĩnh chỉ. Thế nhưng thời gian tĩnh chỉ đối với Tần Xương cũng không có tác dụng. Phong Thần Bảng vẫn như cũ hấp thu vô danh vật chất. Linh hồn của Tần Xương cũng vẫn như trước đang cố gắng kháng cự. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian đảo thối, tất cả đều đối với Tần Xương không có tác dụng. Hồng Mông linh lực cũng chỉ có thể bảo vệ thân thể Tần Xương. Một khi tiến vào bên trong cơ thể Tần Xương, cũng giống như Tân Vũ Trụ linh lực, tất cả đều bị hất văng ra. Linh hồn của Tần Xương từ trong lão bộ thoát ra, từ từ di chuyển tới đan điền. Oanh một tiếng, linh hồn Tần Xương bị Phong Thần Bảng mạnh mẽ hút vào. Ý thức của Tần Xương cũng đã biến mất. Sau khi hút vào linh hồn Tần Xương, tốc độ hấp thu vô danh vật chất của Phong Thần Bảng cũng tăng lên cực độ. Vũ ca! Lập Nhi trong lòng đau xót đột nhiên phun ra một ngụm máu, đau lòng nhìn Tần Vũ kêu lên. Linh hồn Tần Xương biến mất, ngoài Tần Vũ, Khương Lập ra, ở một nơi xa xôi tại thần giới, Tần Tư cũng cảm nhận được. Tần Tư đang tu luyện, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng,
tất cả phòng ốc gần Tần Tư nhất thời bị cường lực quanh thân hắn đánh nát. Những người tại Tử Huyền phủ đều bỏ chạy. Rất lâu sau đó, Tần Tư thống khổ ôm đầu thấp giọng nói: "Tiểu Sương." Tần Tư đối với Lâm Mông Vũ Trụ, nếu không được sự đồng ý của Tần Vũ, hắn cũng không có khả năng đi tới Lâm Mông Vũ Trụ, chỉ có thống khổ mà yên lặng khóc than. Bên cạnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện hai người, Hồng Mông cùng Lâm Mông đều tới nơi này. "Đại ca, nhị ca." Trong lòng Tần Vũ cũng vô cùng thống khổ, nhi tử cứ như vậy biến mất trước mặt mình mà mình cũng không có cách nào cứu được. Tần Vũ vẫn kiên cường nhưng trong mắt cũng đã đỏ hoe. "Tam đệ, ngươi đừng nóng vội. Tình huống của Tần Sương mặc dù ta cũng không hiểu rõ, nhưng chưa chắc đã phải là chuyện xấu đâu." Hồng Mông tay cầm kim thư nhẹ nhàng nhìn Tần Vũ nói: "Đại ca, ý của người là Tiểu Sương còn có thể cứu được ư?" Hồng Mông vừa nói làm cho Tần Vũ cùng Khương Lập như người chết đuối với được phao cứu mạng. Cả hai đều nhìn Hồng Mông chờ đợi. "Không phải, đại ca cũng không có biện pháp gì." Hồng Mông vừa nói, vẻ mặt Tần Vũ cùng Khương Lập lập tức lại vô cùng ngảm đạm. Hồng Mông tiếp tục nói: "Tên của Tần Sương trên kim thư quả thật đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một người có cái tên là Hồng Quân, tại chỗ tên Tần Sương biến mất mà xuất hiện vào đó." "Tên của Tiểu Sương đã biến mất, lại có cái tên Hồng Quân xuất hiện ư? Đại ca, ý tứ của huynh là Tiểu Sương không có chết mà chỉ là xuất hiện với một hình thái khác ư?" Tần Vũ rất nhanh hiểu được mấu chốt vấn đề, vội vàng hỏi: "Tam đệ, tình huống của Tần Sương ta và nhị ca ngươi cũng chưa từng thấy qua. Hồng Quân chính là cái tên Tần Sương đã từng dùng. Nếu Hồng Quân thay thế tên Tần Sương, nói cách khác Tần Sương cũng không chết, có thể nói là xuất hiện với một hình thái khác." "Tam đệ, đệ muội, đại ca nói quả thật không sai. Tần Sương là người có số mạng không thể nhìn thấu. Như vậy biến hóa này đối với hắn mà nói là tốt hay là xấu, chúng ta cũng không có rõ ràng lắm. Bất quá Tần Sương không có hoàn toàn biến mất, cái này là sự thật." Lâm Mông đi theo khuyên bảo Tần Vũ. Bọn họ ba người đứng ở vị trí cao nhất trong vũ trụ, ngay cả nhi tử của chính mình Tần Vũ cũng không thể cứu. Tâm tình của Tần Vũ Lâm Mông có thể hiểu được. "Đại ca, nhị ca, cảm ơn hai người đã cất công đi tới đây một chuyến. Chúng ta trước tiên đem thân thể Tiểu Sương về Tân Thần Giới, sau đó suy nghĩ tiếp vậy." Vẻ mặt Tần Vũ buồn bã, trong lòng vô cùng hỗn loạn. "Tam đệ, đem Tần Sương trở về không nhất định là chuyện tốt, không bằng chờ hắn tỉnh lại rồi tính vậy." Hồng Mông lên tiếng nhắc nhở. Tần Vũ muốn rời Tần Sương đi. Tần Sương là người có vận mệnh không thể nắm bắt, một lần nữa qua lại thần giới, đối với Tần Sương mà nói quả thật là một đả kích lớn. "Tam đệ, đại ca nói rất có lý. Hồng Quân đạo công pháp của Tần Sương tuyệt đối là không đơn giản đâu. Tam đệ nhìn hắn tự mình sáng tạo công pháp, ta cũng cho rằng ở lại chỗ này so với việc quay về Tân Thần Giới thì tốt hơn nhiều." Ý tứ hai người Hồng Mông cùng Lâm Mông đều giống nhau, chính là Tần Sương không ở cùng một chỗ với Tần Vũ là tốt nhất. "Vũ ca, không lẽ chúng ta phải để Tiểu Sương ở lại chỗ này sao?" Khương Lập vội vàng nói. Nhi tử biến mất, nếu không có đem thi thể hắn trở về, Khương Lập khó có thể tiếp nhận được việc này. "Lập nhi, đại ca cùng nhị ca nói rất đúng. Chúng ta hãy ở lại đây bảo vệ Tiểu Sương, chờ hắn sau khi tỉnh lại rồi nói tiếp vậy." Trước đây Tần Vũ không muốn gặp Tần Sương cũng chính là không muốn ảnh hưởng đến hắn. Tần Sương trong tương lai có thành tựu như thế nào, Tần Vũ tuyệt đối không thể trực tiếp nhúng tay vào. "Đệ muội, người cứ an tâm đi. Nếu trên kim thư Tần Sương chỉ là thay thế cái tên khác, chứng minh hắn nhất định có thể tỉnh lại. Các ngươi lưu lại đây bảo vệ hắn cũng là tốt nhất." Hồng Mông gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Mông đồng thời biến mất. Một lát sau, tại Hồng Mông không gian dưới bóng tàng cây quế. "Đại ca, tại sao không đem chuyện biến hóa của Hồng Mông không gian nói cho Tam đệ biết vậy?" Lâm Mông uống vào một ngụm linh tiểu nhìn Hồng Mông hỏi. "Biến hóa lần này ta cũng không biết tại sao. Tam đệ cùng Tần Sương có quan hệ cha con, nói cho hắn biết ngược lại càng không tốt." Hồng Mông đứng lên chậm rãi nói, trong mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Mông không gian. Ngay sau khi linh hồn Tần Sương biến mất, toàn bộ Hồng Mông linh khí trong Hồng Mông không gian đều chấn động, cho tới bây giờ mới khôi phục lại như ban đầu. Nửa năm sau, Phong Thần Bảng sau khi đem toàn bộ vô danh vật chất trong đan điền hấp thụ hết, liền nhanh chóng nhỏ đi rồi bay vào trong đầu Tần Sương. Tần Sương từ từ tỉnh lại, khẽ nhìn tứ phía, thấy bên người có hai người. "Tiểu Sương, ngươi đã tỉnh lại rồi ư?" Khương Lập nhìn thấy Tần Sương tỉnh lại, kích động ôm lấy Tần Sương.
Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Sương ánh mắt mê mang, đảo mắt nhìn Khương Lập nói: Tiểu Sương, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi như vậy là bị làm sao vậy? Tần Sương không nhận ra Khương Lập, làm cho Khương Lập vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lập Nhi, trước tiên để cho Tiểu Sương nghỉ ngơi một chút đã, nó cũng vừa mới tỉnh lại xong. Tần Vũ nhẹ nhàng nói với Khương Lập, biểu hiện của Tần Sương bây giờ đều nằm trong dự liệu của Tần Vũ. Tần Sương hiện tại là một người mới hoàn toàn. Tiểu Sương là ai? Ta tên là Hồng Quân, còn các ngươi là ai vậy? Tần Sương khó hiểu, nhìn hai người trước mặt, vừa kích động vừa cổ quái. Vũ ca! Khương Lập ôm chầm lấy Tần Vũ khóc to. Ta gọi là Tần Vũ, ngươi nói ngươi tên là Hồng Quân, vậy ngươi có thể nhớ kỹ là ngươi từ nơi nào tới sao? Tần Vũ cố kìm nén tâm tình, mỉm cười nhìn Hồng Quân hỏi. Ta là tướng quân của Tống Vương Triều, thuộc quân đoàn Lăng Nha Quân. Đúng rồi, ta đang ở một nơi cùng Ngụy Vương Triều đánh nhau, như thế nào lại tới nơi này? Tần Sương trí nhớ hoàn toàn đã thay đổi, cuối cùng trí nhớ chỉ bắt đầu từ chỗ đang ở cùng Ngụy Vương Triều chiến tranh. Không chỉ có thế, tu vi của Tần Sương trước kia tất cả đều đã biến mất, bây giờ chỉ là thân thể khỏe mạnh, cảnh giới giảm xuống còn tiên thiên hậu kỳ, cùng con người giống nhau. Ta chính là như thế nào tới đây? À, ta nhớ ra rồi, ta cuối cùng bị thương, đang tại Hồng Quân hành phủ dưỡng thương, ta phải đi về thôi. Tần Sương đột nhiên vỗ đầu, đứng dậy bước đi. Chờ một chút, ngươi biết ngươi tới Hồng Quân hành phủ này như thế nào không? Tần Vũ gọi Tần Sương lại. Hồng Quân hành phủ là do ta ngẫu nhiên thu được, các ngươi như thế nào có thể đi vào được Hồng Quân hành phủ của ta vậy? Tần Sương mặt lộ ra vẻ đề phòng, hắn bây giờ trong trí nhớ Hồng Quân hành phủ là do hắn ngẫu nhiên thu được tại một nơi nào đó. Nếu không có sự đồng ý của hắn, người khác không thể tiến vào được. Nơi này chính là hải vực, thế giới của yêu thú. Sau khi ngươi bị thương rồi bay tới nơi này là do ta đem ngươi trở về. Tần Vũ cười cười, vung tay lên, Hồng Quân hành phủ cực nhanh thu vào bên trong giới chỉ của Tần Sương. Đồng thời Tần Sương cũng biến mất tại hải vực yêu thú. Một lần nữa quay lại chiến trường. Vũ ca, tại sao để Tiểu Sương ra đi như vậy? Khương Lập không để ý tới hành vi của Tần Vũ, tức giận hỏi Tần Vũ. Tần Vũ thở dài. Lập Nhi, con đường của Tiểu Sương mới bắt đầu thôi, phía sau con đường để cho hắn tự mình quyết định đi, chúng ta quay về Tử Huyền Phủ. Nói xong mang theo Khương Lập trực tiếp trở về Tân Vũ Trụ. Tần Sương bây giờ đã là Hồng Quân, con đường của hắn một lần nữa lại bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới, tương lai mới, Hồng Quân có như thế nào, bây giờ không có một ai biết. Tống Vương Triều đã chiếm được 3 quận của Ngụy Vương Triều. Hoàng đế Ngụy Vương Triều là Ngụy Phú Vương, phái binh trấn thủ 4 quận. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vương Triều cùng Tống Vương Triều cũng bắt đầu phát động chiến tranh. Hồng Quân, một tiên thiên hậu kỳ, là tướng quân của Tống Vương Triều, một lần nữa về tới chiến trường của hắn. Tam hoàng tử của cả 3 vương triều đều không tìm thấy tung tích của Tề Vân. Tất cả đều nghi ngờ có phải Tề Vân đã bị Tống Vương Triều bắt đi. Cả 2 hoàng tử của Ngụy Vương Triều cùng Mộ Dung Vương Triều đều nhắm mục tiêu vào thái tử Tống Vương Triều Tống Phi. Trong khi 3 hoàng tử đấu đá thì 3 vị hoàng đế cũng tranh đấu. Mộ Dung Vương Triều cùng Ngụy Vương Triều đã sớm coi đệ nhất Vương Triều là Tống Vương Triều chính là mối họa. Cũng vì vậy 2 vương triều đã liên kết tìm cách đối phó với Tống Vương Triều. Thành Sở Vân sau khi Hồng Quân trở về, Đại Nguyên Soái lại an bài cho hắn làm tướng quân của Lăng Nha đội. Một tiên thiên hậu kỳ tướng quân dưới tay không thể không có binh lính. Liên tục tác chiến, Hồng Quân và những binh lính thuộc hạ đều đã mệt mỏi, đã gần không chịu nổi, binh lực của 3 vương triều đã bị tổn hao rất nhiều. 5 năm sau, Tề Thiên Hoàng vẫn ở phe trung lập, đột nhiên tuyên bố cùng Ngụy Vương Triều, Mộ Dung Vương Triều liên minh, xuất binh tấn công Tống Vương Triều. Tống Vương Triều lập tức lâm vào thế nguy khốn. 3 năm sau, Tống Vương Triều xuống nước chấp nhận hiệp nghị, cắt đất bồi thường. Tề Vương Triều chính vì tham gia sau cùng, vì vậy ít chịu tổn thất, nhanh chóng trở thành Vương Triều lớn mạnh nhất Tiềm Long Đại Lục. Tiềm Long Đại Lục lại bắt đầu một thời kỳ hòa bình. Hồng Quân được Tống Hoàng Đế ủy thác làm đoàn trưởng cùng Tống Thái Tử Tống Phi đi tới Tề Vương Triều đàm phán hòa bình. Quả nhiên, ứng với lời Hồng Quân nói năm xưa, Tống Phi chính là khóc dở mếu dở tại Tề Vương Triều. Hộ Tống đoàn đi tới Tề Vương Triều tất cả đều đã ở trong phủ, được các quan viên Tề Vương Triều tiếp đãi với ánh mắt cười nhạo.
Liên tục trong 7 ngày, Tề Tuyên Hoàng không hề có triệu kiến. Các binh lính trong hộ tống đoàn vô cùng tức giận. Hồng quân cũng không thể làm gì hơn ngoài trấn an họ. Là nước chiến bại, tất nhiên không có cái gì để yêu cầu. Tới ngày thứ 10, cuối cùng Tề Tuyên Hoàng cũng triệu kiến Hồng quân và Tống Phi. Theo quy định, Hồng quân cùng Tống Phi cả hai phải quỳ xuống bái kiến Tề Tuyên Hoàng. Nhưng Hồng quân với ngạo khí chỉ làm lễ như trong quân doanh. Còn Tống Phi thì đã nhanh nhanh chóng chóng theo quy củ mà khấu đầu. To gan, thấy bệ hạ mà không quỳ xuống. Võ tướng bên người Tề Tuyên Hoàng tức giận quát to. Thôi khỏi, các ngươi đứng cả lên đi. Tề Tuyên Hoàng cố ý để cho bọn họ chờ 10 ngày mới chịu triệu kiến, chính là muốn giảm nhuệ khí của bọn họ. Tạ ơn bệ hạ. Hồng quân không có để ý tới vị võ tướng kia, trực tiếp đứng dậy. Tống Phi cũng theo sau đứng lên, nhưng đột nhiên lại sững người như mất hồn. Tề Vân, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng có biết hay không, ta tìm nàng thật là cực khổ a. Đứng bên cạnh Tề Tuyên Hoàng chính là Tề Vân. Tống Phi thấy nàng muốn đi tới gặp, nhưng bị binh lính bên cạnh ngăn lại. Buông ta ra, nhanh buông ta ra. Tề Vân, có đúng hay không, nàng bị bọn họ bắt cóc ư? Nàng yên tâm, có ta ở đây, không một ai có thể làm nàng bị thương được. Hồng tướng quân, mau tới cứu Tề Vân. Tống quan bị ngăn lại mà quên mất đây là nơi nào, nhìn Hồng quân ra lệnh. Thái tử, ngài tỉnh táo lại một chút đi, Tề Vân tiểu thư không có giống như bị bắt cóc đâu, ngài nhìn rõ mà coi. Mọi chuyện về Tề Vân tại tiểu lầu Hồng quân đã quên mất, bất quá hắn cũng đủ thông minh, nhận ra Tề Vân cùng Tề Tuyên Hoàng có quan hệ không bình thường. To gan, dám trực tiếp gọi tên của Thượng Tiên công chúa, mau bắt hắn lại cho ta. Nhất thời có hơn 10 binh lính đem Hồng quân và Tống Phi vây lại. Công chúa ư, Thượng Tiên. Tống Phi nhất thời choáng váng. Thái tử. Hồng quân rất nhanh hiểu được mấu chốt của sự việc, nháy mắt với Tống Phi muốn nói hắn phải tỉnh táo. Đem toàn bộ bọn chúng giải xuống. Vị võ tướng kia trực tiếp hạ mệnh lệnh. Khoan, hai người này trực tiếp gọi tên của ta, vốn nên xử tử. Tống Phi là thái tử, có thể miễn tội chết, đem tên còn lại giết đi cho ta. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Tống Phi tuy làm nàng chán ghét, nhưng không thể đem Tống Phi giết được, chỉ có thể giết chết Hồng quân cho bớt giận. Tuân mệnh công chúa. Võ tướng trực tiếp đi tới bên Hồng quân, vung đao về phía Hồng quân muốn chặt đầu. Khoan, không có đạo lý. Hồng quân nói to, thoát khỏi một đao của võ tướng kia. Công chúa nói chuyện, sao không có đạo lý như vậy? Hai bên giao chiến, không được chém sứ giả. Ta bất quá, chỉ là không biết mà nói tên úy của công chúa xa, tội không thể chết được. Còn dám phản kháng ư? Ta muốn giết ngươi, thì ngươi phải chết. Tề Vân vung tay, bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp nhằm ngực Hồng quân đánh tới. Tề Vân đánh ra chính là vũ khí được sư phụ nàng tặng, hạ phẩm linh khí, toàn tâm châm. Cho dù là kim đan kỳ tu chân giả, bị châm này đâm trúng cũng không còn mạng để sống. Toàn tâm châm đánh tới người Hồng quân cũng chỉ tạo thành lực chấn, hất văng Hồng quân lùi 3 bước. Hồng quân, công chúa ban ngươi được chết là vinh hạnh của ngươi, còn không mau tự sát để công chúa khỏi mất hứng. Tống Phi hiện tại đang bị Tề Vân mê hoặc, bắt đầu đi hướng Tề Vương triều nói tốt. Thái tử điện hạ. Hồng quân tức giận khẽ nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu. Trên đường đi hộ tống thái tử tới Tề Vương triều, Hồng quân đã chịu khổ không ít. Lại tại Tề Vương triều bị người ta coi thường, bây giờ Tống Phi vì một người con gái mà nói hắn tự sát, oán khí kìm nén bao ngày giờ hoàn toàn phát tiết. Cái kia... Tề Vân kinh ngạc, trúng một đòn toàn tâm châm của nàng mà Hồng quân không chết. Không nhẽ Hồng quân trên người có hộ thể linh khí? Nghĩ vậy, Tề Vân mắt sáng rực, cũng chỉ có hộ thân linh khí mới có thể chịu được toàn tâm châm của nàng. Hộ thể linh khí so với vũ khí còn khó kiếm hơn, đến sư phụ nàng, Thượng Tiên của Tề Vương triều Nguyên Anh sơ kỳ cũng chưa có. Tề Vân sát khí càng tăng, Hồng quân ở xa như vậy cũng cảm nhận được sát khí của Tề Vân. Hồng quân đột nhiên nhằm hướng vị tướng quân kia phi tới, nắm tay khẽ lện lên đầu vị võ tướng, cướp thanh đao trong tay võ tướng. Một vị võ tướng tiên thiên hậu kỳ bị Hồng quân dùng thiết quyền trực tiếp đánh nát óc, chết ngay tại chỗ. Hồng quân cũng biết sự lợi hại của Thượng Tiên. Trước khi Tề Vân xông tới, tại chỗ đông người, một đường đao cuồng sát, không ai có thể chế trụ được hắn. Bắt lấy hắn, hắn giết chết Lưu tướng quân. Ngoài cung điện Tề Vương triều nhất thời loạn lên, tất cả binh lính đều đã đuổi theo.
Tề Vân sắc mặt khó coi, ngay tại trước mặt nàng, Hồng Quân giết người rồi chạy ra ngoài. Tề Vân ra lệnh cho một đội binh lính bảo vệ Tề Tuyên Hoàng, biến lớn toàn tâm châm rồi nhảy lên trên phi thân đuổi theo. Các ngươi mau tránh ra cho ta! Tề Vân tại trên cao quát xuống, binh lính xung quanh nhìn thấy Tượng Tiên công chúa đuổi tới, tất cả đều ngừng lại. Xung quanh Hồng Quân người càng ngày càng ít đi, lúc này hắn vẫn chưa chạy ra khỏi hoàng cung. Chịu chết đi! Tề Vân khinh thường quát một tiếng, phi thân xuống, một chưởng đánh vào đầu Hồng Quân. Hồng Quân ngã xuống đất, lăn mấy vòng, sau đó đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Sau chưởng vừa rồi, Tề Vân hoàn toàn kinh ngạc thầm nghĩ, phần đầu thì hộ thân linh khí không thể bảo vệ, hơn nữa Tề Vân cũng cảm nhận được khi nàng đánh xuống trên đầu hắn cũng không có trở ngại gì. Chưởng này Tề Vân sử dụng tới 7 thành lực đạo, nếu là bình thường tiên nhân hậu kỳ thì chúng chưởng này đã sớm chết tại chỗ. Nhưng Hồng Quân không như vậy, không có việc gì lại còn có thể đứng lên tiếp tục chạy trốn. Trong khi Tề Vân suy nghĩ, Hồng Quân đã chạy đến bên bờ tường thành hoàng cung, khẽ nhún người nhảy một cái đã vượt qua tường thành chạy khỏi hoàng cung. Chẳng lẽ hắn là tu luyện ngoại công ư? Như vậy cũng không đúng, cho dù là ngoại công đỉnh phong cũng không chịu được một chưởng này của ta, thật là kỳ quái. Tề Vân trong lòng thầm nghĩ, bay nhanh hơn đuổi theo, nàng tuyệt đối không có bỏ qua cho Hồng Quân. Vì chạy thục mạng, Hồng Quân toàn thân lực đạo đều tập trung ở chân, tốc độ chạy cũng cực nhanh, thỉnh thoảng xuyên qua ngã tư đường, thậm chí trên đường có người qua lại cũng không có phát hiện ra hắn, chỉ cảm giác tự nhiên có gió nổi lên. Chạy thục mạng cho tới khi ra khỏi thành, Hồng Quân mới dừng lại thở dốc. Chạy xuyên qua cả một thành trì với tốc độ cực nhanh như vậy, ngay cả với tiên thiên hậu kỳ cũng phải mệt mỏi rã rời. Ngươi tiếp tục chạy đi, ta coi ngươi chạy được tới đâu. Tề Vân tại không trung cười cười nhìn Hồng Quân. Bên trong thành có rất nhiều người, không thể động thủ được. Đợi tới khi ra bên ngoài thành, Tề Vân mới hiện thân. Công chúa điện hạ, Hồng Quân cùng nàng xưa nay không có cừu oán, vì sao khổ cực bức ta đến cùng như vậy? Không có khả năng chạy tiếp, Hồng Quân nhìn thấy không thể chạy được nữa cũng không có tiếp tục chạy. Ngươi cùng ta chính xác không có cừu oán, nhưng 10 năm trước đây tại Thanh Vân Lầu của Biện Lương Thành, tất cả mọi người xem ta biểu diễn đều có vỗ tay, chỉ có ngươi là không có, kể cả liếc mắt một cái cũng không. Tề Vân nhớ lại sự việc 10 năm trước, lòng nữ nhân cũng không đoán được. Tề Vân đối với nam nhân không có để ý tới một ai, chỉ là Hồng Quân không có nhìn nàng, đó cũng là người duy nhất tại Tiềm Long Đại Lục không thèm nhìn nàng biểu diễn. Lần này nhân cơ hội Hồng Quân hộ tống người tới, liền tìm Hồng Quân trả thù. Ngày đó chính là Tiểu Sương không thèm nhìn nàng trong mắt, cái đó rất là bình thường, bọn họ ngày đó chênh lệch thực lực quá lớn. Đừng nói là Tề Vân, mà ngay cả Từ Huyền Tinh cũng không có người để Tần Sương coi vào trong mắt. 10 năm trước ư? Chuyện gì của 10 năm trước đây? Ta thật là không có nhớ được. Hồng Quân mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân. Sự việc của 10 năm về trước tại Thanh Vân Tiểu Lầu đã sớm theo lần biến hóa trước kia biến mất tại Phong Thần Bảng. Bây giờ hắn quả thật không nhớ gì hết. Còn dám giả bộ ư? Nhận lấy cái chết đi. Tề Vân lông mày khẽ trừng lên, từ trong không trung phi thân hạ xuống, liên tục đánh ra hơn 10 chưởng, trực tiếp đánh cho Hồng Quân lún sâu vào trong lòng đất. Người sao vẫn chưa có chết? Đánh xong liên tục hơn 10 chưởng, Tề Vân cũng tiêu hao rất nhiều khí lực, sau khi nghỉ ngơi một chút mới từ từ đem xác Hồng Quân đi lên. Phủ đất cát trên người Hồng Quân, Tề Vân dùng bàn tay nhỏ nhẹ lục tìm trên người Hồng Quân, tìm kiếm coi Hồng Quân có hộ thân linh khí hay không. Công chúa điện hạ, nam nữ thủ bất thân, xin người đừng có sợ soạn ta. Hồng Quân đầu trống váng nhìn Tề Vân nói. Tề Vân bị dọa mà vội vàng nhảy lùi lại phía sau vài bước, giật mình đánh giá Hồng Quân một cái. Ngươi như thế nào mà không có chết vậy? Công chúa, khí lực của nàng quá yếu, vì vậy đánh không có chết ta. Hồng Quân, thân thể trải qua ngàn năm tu luyện, so với thượng phẩm thần nhân còn cứng hơn. Đừng nói là Tề Vân, cho dù là kiểu cấp tiên đế, không có thần khí, cũng không thể gây thương tổn cho Hồng Quân. Tại bên trong hoàng cung, Hồng Quân bị hộc máu là do tức khí, làm Tề Vân cứ nghĩ chính nàng đã làm hắn bị thương. Ta muốn giết ngươi. Tề Vân nghĩ đến vừa rồi nàng trên người một nam nhân mà sờ soạn, sắc mặt đỏ bừng, nộ khí chạy lên não, nhìn về phía Hồng Quân điên cuồng công kích. Liên tục bị Tề Vân đánh hơn 10 chưởng, Hồng Quân lui lại mấy trăm bước. Bị ăn đòn mà không đánh lại, đó không phải là tính khí của Hồng Quân. Bây giờ cũng không để ý tới thân phận của Tề Vân nữa, nắm tay quay về hướng Tề Vân đánh lại. Binh binh
hai người cứ thế tung quyền đánh. Tề Vân cánh tay đã tê dại, Hồng Quân khí lực không lớn nhưng thân thể cứng rắn, Tề Vân đánh vào hắn như đánh vào thiết bản, không chịu được, trong lòng thầm nghĩ: tiểu tử này thân thể thật là lợi hại a. Tề Vân hiểu được Hồng Quân không có mặc hộ thân linh khí mà là dùng chính nhục thể cùng nàng công kích, vốn muốn giết chết Hồng Quân không có nghĩ là khó khăn như vậy. Tề Vân bắt đầu hối hận không có mời thêm sư phụ cùng đi, đồng thời đối phó với hắn, bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng thật là không thể giết được Hồng Quân. Tề Vân vô cùng kinh ngạc, Hồng Quân khí lực gần như không biết mệt mỏi, hơn nữa thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, không cần biết là dùng biện pháp gì cũng không có tạo thêm chút thương tổn đối với hắn. Hồng Quân bị đánh như vậy cũng rất tức giận, biết được Tề Vân không có thể làm mình bị thương, nhìn thượng tiên đáng sợ trước mặt, mặc kệ Tề Vân dùng toàn tâm châm hay là bảo kiếm, Hồng Quân cũng không có đề phòng, chỉ có chú tâm không ngừng công kích. Hai người gần như không biết mệt mỏi, đánh thêm nửa canh giờ, Tề Vân xuất ra một trường đạo lực. Lúc này mới phát hiện ra chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều, khó mà hồi phục ngay được. Dạ rằng hôm nay không những không giết được người mà mình có khi bị nguy hiểm. Cùng lúc đó, Hồng Quân xuất một quyền nhằm đầu Tề Vân đánh tới. Tề Vân không còn linh hoạt như lúc trước, tránh né không kịp, bị thiết quyền đánh trúng đầu, tạo thành âm thanh ong ong. Nhìn Tề Vân từ từ ngồi xuống, Hồng Quân mới thở một hơi. Thượng tiên quả nhiên đối phó khó hơn với con người. Tại trên chiến trường, chống lại đại tướng quân địch, Hồng Quân chỉ cần vài hiệp đã bắt được địch nhân. Đây cũng là lần đầu tiên mất thời gian lâu như vậy. Nhìn Tề Vân ngã trên mặt đất, Hồng Quân nhớ lại, Tề Vân luôn luôn dồn mình vào chỗ chết, không có cho Hồng Quân một cơ hội để sống. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng dù sao, Tề Vân cũng là một người con gái, Hồng Quân cũng không có hạ sát thủ được. Giết cũng không được, tha cũng không xong, Hồng Quân bèn đem Tề Vân đứng lên rời khỏi nơi này, kiếm một nơi an toàn rồi mới quyết định xử trí nàng. Xa xa cách hơn 600 dặm ngoài thành có một ngọn núi hoang sơ, tìm được một cái sơn động sạch sẽ, Hồng Quân đặt Tề Vân trên mặt đất, chất củi đốt lửa. Trên đường đi tiện tay bắt được một con thỏ, Hồng Quân bây giờ đang muốn ăn cơm, đánh nhau một trận vừa rồi lại chạy trối chết như vậy, bụng đã sớm kháng nghị. Bị trọng thương ngất đi, Tề Vân một lúc sau cũng tỉnh lại, khẽ chỉnh lại tóc rối rồi nhìn khắp nơi một vòng. Hồng Quân cũng vừa về tới cửa động khẩu, mang theo một ít củi, nhìn Tề Vân tỉnh lại, tay vung một quyền đánh vào đầu Tề Vân. Tề Vân còn chưa có tỉnh hẳn lại tiếp tục hôn mê. Hồng Quân trong lòng thầm nghĩ không muốn cùng nữ nhân đánh đá này nói chuyện, đây là cách tốt nhất để nàng im lặng. Chỉ đáng thương cho Tề Vân, hết lần này đến lần khác, đến lần thứ ba lại bị Hồng Quân đánh cho ngất đi. Ăn no uống say, Hồng Quân từ bên trong giới chỉ lấy ra một sợi dây, trói Tề Vân lại, đi vào Hồng Quân hành phủ tiếp tục tu luyện Hồng Quân đạo. Mỗi lần tu luyện Hồng Quân đạo đều làm Hồng Quân vô cùng thoải mái. Tần Sương sau khi linh hồn bị hút vào trong phong thần bảng, cùng với vô danh vật chất, phong thần bảng bên trong cuối cùng cũng không còn bất kỳ chân linh nào. Vô danh vật chất thỉnh thoảng ánh lên một vài hình ảnh Tần Sương, từng chút, linh hồn Tần Sương biến mất hoàn toàn vào bên trong. Hồng Quân tu luyện Hồng Quân đạo hiện tại còn chưa có gọi là nhập môn. Theo như Hồng Quân đạo nhắc tới, quan trọng là hình thành không gian vô danh vật chất. Nhưng bất luận Tần Sương tu luyện như thế nào, đều không có xuất hiện một chút gì tại đan điền. Tề Vân lại tỉnh lại, đầu hơi đau, muốn dùng tay sờ đầu, nhưng phát hiện ra mình bị khốn trong một kết giới. Bất luận là vận lực như thế nào cũng không thể mở ra được. Hoảng loạn quay đầu lại, mới phát hiện ra Hồng Quân đang ngồi tu luyện. Tề Vân không nhịn được mở miệng hét lên. Trong lúc tu luyện, thân thể Hồng Quân phát ra thanh quang lóe lên, nhìn Hồng Quân vô cùng trang trọng như một bậc thánh nhân vậy, có khi còn trang nghiêm hơn. Rất lâu sau, Tề Vân mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình, hét lên kêu Hồng Quân thả mình ra, nhưng hiện tại Hồng Quân đang trong lúc tu luyện quan trọng, căn bản là không có nghe được nàng nói gì, vì vậy cũng không có để ý tới nàng. Sau khi cùng Tề Vân đánh nhau một trận, lần này tu luyện Hồng Quân cảm giác không thể tiếp thu được gì cả, mơ mơ ảo ảo như là nắm được cái gì đó. Hồng Quân cảm giác Hồng Quân đạo đã thay đổi, vô danh vật chất gần như trong người nơi nào cũng có, nhưng đưa tay ra muốn bắt mà không thể bắt được. Hồng Quân lần này tu luyện cũng mất tới 7 ngày, sau 7 ngày Hồng Quân đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Hồng Quân cảm giác trong lòng có một luồng sức mạnh. 107 ngày ư? Hồng Quân đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn tại trong động khẩu chạy một vòng. 107 ngày nữa, Hồng Quân cảm nhận tứ cửu thiên kiếp sẽ xuất hiện.
Vượt qua thiên kiếp lần này, Hồng Quân cũng sẽ trở thành thượng tiên tại đại lục được mọi người kính ngưỡng. Cuối cùng cũng đã độ kiếp rồi, quá tuyệt vời. Trong trí nhớ của Hồng Quân bây giờ, thượng tiên là một cái gì đó chí cao. Sau 107 ngày nữa, Hồng Quân sẽ tiếp nhận thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp, Hồng Quân cũng chính là bước vào địa vị thượng tiên này. Cái gì mà 107 ngày? Ngươi mau buông tha ta ra, nếu không sư phụ ta sẽ giết ngươi. Tề Vân nhìn thấy Hồng Quân tỉnh lại, vội vàng nói, vốn muốn nói giết hắn, nhưng nhớ tới hiện tại mình căn bản là không thể giết được hắn, vội vàng chỉnh lại lời nói. Tề Vân công chúa ư? Hồng Quân lúc này mới nhớ ra, trước kia bắt cóc công chúa tới đây. Mau thả ta ra. Thả ngươi không có gì khó, bất quá ngươi phải thề sau này không được tìm ta gây khó khăn nữa. Còn nữa, phải thả Tống Phi thái tử trở về, nếu làm không được, ta bây giờ lập tức giết ngươi. Hồng Quân quay lại nhìn Tề Vân hung hăng nói, ta đáp ứng được chưa? Ta thề sẽ không có tìm ngươi gây khó khăn, nếu mà còn gây khó khăn cho ngươi sẽ chết không toàn thây. Mau thả ta ra, ta đã phát thệ rồi. Hồng Quân vẻ mặt rất dọa người, Tề Vân bây giờ một chút cũng không dám nhìn mặt hắn. Nhớ kỹ, còn phải thả cả Tống Phi thái tử ra. Hồng Quân tiến lên, hai quyền liên tục đánh vào đầu Tề Vân. Nhìn Tề Vân ngẩn ra mới cởi trói, thả Tề Vân đi khỏi nơi này. Lúc này cái quan trọng nhất chính là tìm một chỗ để độ kiếp. Tề Vương Triều tuyệt đối không thể ở lại được. Hồng Quân liền thay đổi dung mạo, hướng về Tống Vương Triều tìm một nơi để độ kiếp. Trong vô tận hồng hoang, bên cạnh chính là một rừng rậm. Hồng Quân nhìn nơi này hài lòng, xung quanh vài trăm dặm đều không có người ở, hoàn cảnh im lặng quả thật là nơi lý tưởng để độ kiếp. Thời gian thiên kiếp còn có hơn 2 tháng, Hồng Quân kiểm tra giới chỉ một lần. Giới chỉ này có rất nhiều thứ, hơn nữa phần lớn Hồng Quân đều cảm giác thấy quen thuộc, nhưng không có nghĩ được. Giới chỉ này đều là Tần Sương nhặt được. Tần Sương nhặt được đồ vật đương nhiên không phải là vật bình thường. Bây giờ Hồng Quân còn chưa có sử dụng tới. Mỗi khi Hồng Quân cô độc một mình, trí nhớ đều hồi tưởng lại trước kia. Nhưng ngoại trừ khoảng ký ức từ chiến trường cùng Ngụy Vương Triều tới nay, đoạn trước kia đều không thể nhớ lại. Vô luận là cố gắng như thế nào, có vẻ như trí nhớ bị một cái gì đó phong bế. Thời gian trôi qua cũng còn hơn tháng nữa là tứ cửu thiên kiếp mà Hồng Quân mong chờ sẽ xuất hiện. Tại Tiềm Long Đại Lục, bất kể là ai, một vũ giả nào, giấc mộng cuối cùng đều là trở thành thượng tiên. Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Hồng Quân cũng không biết lúc trước cha hắn cũng là tại nơi này vượt qua tứ cửu thiên kiếp để trở thành một người tu chân. Hồng Quân tại vô tận hồng hoang chuẩn bị cho quá trình độ kiếp. Cả Tiềm Long Đại Lục cũng vô cùng náo nhiệt. Tề Vân bây giờ tại Tề Vương Triều đã khôi phục lại danh phận công chúa Tề Vương Triều. Mặt khác, ba vương triều cũng rất nhanh hiểu ra sự việc này đều là âm mưu của Tề Tuyên Hoàng. Ba vương triều trên bề ngoài không có hành động gì đối với Tề Vương Triều, nhưng đồng thời âm thầm liên minh. Về phần thái tử Tống Phi của Tống Vương Triều, hiện tại cho dù Tề Tuyên Hoàng không có ngăn cản hắn đi, hắn cũng không muốn bỏ đi, làm cho Tống Hoàng đế thiếu chút nữa phế bỏ đi ngôi vị thái tử của hắn. Thời gian qua đi thật nhanh, đảo mắt thiên kiếp của Hồng Quân đã tới. Hồng Quân trong lòng cảm thấy áp lực càng ngày càng tăng, bầu trời tĩnh lặng bắt đầu nổi gió. Nháy mắt cả bầu trời một màu hôn ám, màu đỏ sậm báo hiệu thiên kiếp xuất hiện tại phía trên bầu trời. Thiên kiếp xuất hiện một màu đỏ sậm như suối chảy, giống như long quyển phong. Cuồng phong bạo phát, từng đạo lôi điện màu tím xuất hiện tại bầu trời. Điện quang nhanh chóng che kín cả kiếm vân. Oanh một tiếng, đạo thiên lôi thứ nhất thẳng tắp đánh xuống. Hồng Quân còn đang nghĩ cách đối phó như thế nào với đạo thiên lôi này, thiên lôi đã đánh tới người hắn. Dưới chân Hồng Quân, cả một vùng đất bị xới tung. Hồng Quân cứ như vậy đứng ngây người nhìn bầu trời. Đây là thiên kiếp ư? Thiên lôi cho hắn một cảm giác không có gì là mạnh, chân người chỉ hơi tê tê, lôi điện cũng dần dần biến mất. Là ai độ kiếp vậy? Cách chỗ Hồng Quân độ kiếp 2000 dặm, ở sâu trong vô tận hồng hoang, thần thú Vân Hỏa Báo phát hiện bầu trời khác với bình thường, ha ha cười bay tới. Lại có kim đan mới để nhấm nháp rồi, lại còn dám ở địa bàn của ta mà độ kiếp. Vô tận hồng hoang bên ngoài 3000 dặm đều là địa bàn của Vân Hỏa Báo. Vân Hỏa Báo chính là nguyên anh hậu kỳ hạ cấp thần thú. Nơi này nếu yêu thú độ kiếp đều phải rời đi. Bọn chúng đều biết Vân Hỏa Báo thích nhất là ăn kim đan vừa mới qua độ kiếp. Hồng Quân còn không biết nguy hiểm đang tới, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn lên bầu trời, chờ đợi đạo thiên lô đánh xuống.
phòng chừng cả Tiềm Long Đại Lục cũng không có ai độ kiếp giống như Hồng Quân, đứng bất động mặc cho thiên lôi oanh tạc. Đạo thiên lôi thứ hai mang theo tử quang chói mắt phóng tới, mạnh mẽ đánh vào đầu Hồng Quân. Hồng Quân thân thể lập tức lún xuống mặt đất một chút. Đạo thiên lôi này cùng đạo thiên lôi lúc trước giống nhau, Hồng Quân chỉ có quần áo là rách nát, còn đâu cũng không có một chút thương tổn nào. Thiên kiếp cũng chỉ đơn giản như thế này thôi ư? Vượt qua hai đạo thiên lôi, Hồng Quân càng thêm tự tin hơn, thân thể không nhúc nhích, chỉ mỉm cười đứng chờ đạo thiên lôi thứ ba đánh tới. Oanh một tiếng nữa, đạo thiên lôi thứ ba màu tím lớn hơn đánh lên người Hồng Quân. Hồng Quân đứng tại chỗ, liên tục bị thiên lôi đánh tới. Gần người 10 thước xuất hiện một cái hố lớn. Hồng Quân trên người vô số điện quang, vẫn như trước mỉm cười nhìn bầu trời. Thiên lôi đánh như vậy mà ngay cả đến ra tay hắn cũng chưa có bị thương tổn, khó trách hắn lại tự tin như thế. Tiểu tử này không có bị thiên lôi đánh chết à? Vân Hỏa Báo vừa rồi cũng thấy đạo thiên lôi thứ ba đánh xuống, trên mặt đất lưu lại một cái hố lớn. Kiếp vân còn chưa có hết, tiểu tử kia còn chưa có chết. Lại là loài người, đã lâu rồi không có được ăn kim đan của loài người, hôm nay vận khí của ta thật tốt à. Vân Hỏa Báo bên ngoài chờ Hồng Quân độ kiếp, một khi độ kiếp thành công hình thành kim đan, Vân Hỏa Báo sẽ tiến tới đem kim đan cùng thân thể Hồng Quân đang suy yếu sau khi độ kiếp mà ăn đi. Đạo thiên lôi thứ tư so với đạo thiên lôi trước đây đều lớn hơn không ít, cả một vệt màu tím giống như cự long phẫn nộ há miệng nuốt chửng Hồng Quân vào trong miệng, đem Hồng Quân biến thành một đám nát bấy. Oanh một tiếng, âm thanh nổ mạnh, cả khu rừng chấn động vài cái. Hồng Quân cứ như vậy vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Cả quá trình độ kiếp Hồng Quân đều không có làm gì. Bốn đạo thiên lôi đánh trên mặt đất hình thành ba cái hố to, Hồng Quân chỉ là quần áo rách nát, còn đâu không có tác dụng gì hết. Sợ rằng lịch sử của Tử Huyền Tinh từ trước cho tới nay, đây là lần độ kiếp đáng cười nhất. Kiếp vân tán đi, Hồng Quân khẽ vỗ vỗ trên người một ít bụi bẩn, sau đó đứng lên thay một bộ quần áo khác. Tiểu tử loài người, rất đáng mừng, ngươi cũng vượt qua được tứ cửu thiên kiếp. Bất quá ngươi đem kim đan mới hình thành hiến lên cho ta, báo ra ra ta cấp cho ngươi được toàn thây. Hồng Quân sau khi đứng lên, Vân Hỏa Báo cũng tựa nơi này bay tới, ngước mắt nhìn con mồi trước mặt. Hồng Quân ánh mắt nhìn Vân Hỏa Báo đang đứng tại không trung. Vân Hỏa Báo độ cửu cửu thiên kiếp thất bại, bây giờ còn sót lại chỉ là bản thể của nó. Thiên kiếp qua đi, Hồng Quân bên trong đan điền rốt cuộc cũng xuất hiện một vật chất vô danh màu xám. Vật chất vô danh này nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ kim đan mới hình thành. Kim quang của kim đan hoàn toàn bị vô danh vật chất che phủ. Tại nơi giao tiếp với kim đan, màu sắc biến đổi thành kim ngân, tỏa ra sắc thái vô cùng thần bí. Vật chất vô danh một lần nữa lại xuất hiện, phong thần bảng vốn đang ở trong đầu Hồng Quân, trong nháy mắt cũng xuất hiện tại đan điền. Lần này, phong thần bảng không có hấp thu vật chất vô danh mới này. Phong thần bảng tại đan điền khẽ rung lên nhẹ nhàng, linh hồn của Tần Sương trong nháy mắt thoát ra khỏi phong thần bảng, dung nhập vào bên trong ý thức của Hồng Quân. Vân Hỏa Báo kỳ quái nhìn nhân loại này, người bình thường khi nhìn thấy hắn đã sớm cầu xin tha mạng, người này lại lẳng lặng như đang ở một nơi khác, trong ánh mắt lạnh lùng làm cho Vân Hỏa Báo có cảm giác không gió mà lạnh người. Loại cảm giác này chỉ chợt lóe qua trong nháy mắt, Vân Hỏa Báo bởi vì cảm giác như vậy mà cảm thấy sỉ nhục. Đối mặt với con người tu chân kim đan kỳ nhỏ bé này, tuyệt đối không nên có loại cảm giác này. Tức giận, Vân Hỏa Báo từ không trung phi thân hạ xuống, móng vuốt sắc bén lóe lên, từ từ trực tiếp phóng về phía Hồng Quân, muốn đem con người bé nhỏ này vì dám coi thường mình biến thành từng mảnh. Người có bao nhiêu sức mạnh mà dám xuất móng vuốt về phía ta đây? Hồng Quân trên người đột nhiên kim quang hiện lên, khí thế bao trùm thiên hạ, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao, một tia hàn quang bùng phát ra tứ phía. Thanh đao màu vàng mang theo vô hạn sát khí. Vân Hỏa Báo với móng vuốt sắc bén chộp vào người Hồng Quân nhưng không có một chút tác dụng gì. Còn đang kinh ngạc thì hàn quang xuất hiện, đầu và thân đã phân làm hai phần. Nguyên Anh hóa thành chân linh, sau đó cũng bị hút vào trong phong thần bảng. Cái này, người như thế nào có thể tiếp được chiêu này của ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Vân Hỏa Báo trước khi chết. Thu hồi trường đao, Hồng Quân đột nhiên nhìn lên bầu trời ha ha cười to. Nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế, ta đã hiểu được rồi, ta rốt cuộc cũng đã hiểu được rồi. Linh hồn Tần Sương tại bên trong phong thần bảng rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của Hồng Quân đạo.
toàn bộ tầng thứ nhất của Hồng Quân Đạo cuối cùng cũng hoàn toàn được lĩnh ngộ. Huế, rồi lại sáng tạo, không vào Hồng Quân, sao hiểu được Hồng Quân Đạo đây? Hồng Quân trên tay khẽ động, một cỗ hỏa màu xám xuất hiện tại phía trên. Hỏa hoa nhẹ nhàng đánh ra, trên mặt đất lập tức hình thành một cái hố to hơn 100 thước. Cái hố này chỉ là do vật chất vô danh xuất ra một ngọn lửa nhỏ. Cho dù là người tu chân đạt nguyên anh kỳ, sợ là cũng phải biến thành mây khói. Hồng Quân hài lòng nhìn kết quả mà hỏa hoa tạo thành, khẽ cười lẩm bẩm nói: đây là Hồng Quân vật chất, không phá không lập, phá rồi sau đó lại lập. Nguyên lai ta ngày trước đây, ngay từ bước khởi đầu đã sai lầm, may mắn là có phong thần bảng chỉ dẫn. Tốt, từ nay trở đi, tần xương ngày trước đã biến mất, mà chỉ có ta, Hồng Quân. Linh hồn sau khi quay lại, tần xương ý thức tự nhiên khôi phục lại. Hồng Quân lĩnh ngộ được Hồng Quân Đạo, chính thức cũng không thèm để ý tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Đối với hắn mà nói, cái mới này mới là thuộc về hắn. Bắt đầu con đường của Hồng Quân cũng là của tần xương. Phụ thân, mẫu thân, cảm ơn các người. Khôi phục được trí nhớ, Hồng Quân mới hoàn toàn cảm nhận được sự lo lắng cùng với sự quan tâm của cha mẹ ngày đó. Loại cảm giác hạnh phúc này làm cho Hồng Quân hoài niệm không thôi. Phụ thân, mẫu thân, các người hãy đợi ta. Đợi ta, Hồng Quân Đạo sau khi đại thành sẽ trở về gặp các người, để cho mọi người biết được tiểu nhi tử của hai người không phải là một phế vật, sẽ không làm cho các người mất mặt đâu. Hồng Quân âm thầm phát thệ, từ Hồng Quân hành phủ xuất ra một hạ phẩm kiếm tiên, sau đó khởi hành phi kiếm rời khỏi vô tận hồng hoang. Tại tân thần giới Tử Huyền Phủ, Khương Lập đang cùng Tần Vũ đi khắp nơi, đột nhiên nói: Vũ ca, huynh có hay không cảm giác tiểu xương hình như đã trở lại? Linh hồn Tần Xương trải qua sự cải tạo của vô danh vật chất, vì vậy so với trước kia cũng không có giống nhiều. Cho dù là vậy, nhưng Khương Lập cũng mơ hồ có một ít cảm giác. Tiểu xương đúng là đã trở lại, hơn nữa còn thay đổi không giống với trước kia. Lập nhi, nàng hãy yên tâm đi. Tần Vũ mỉm cười ôm lấy Khương Lập. Tại Từ Huyền Phủ, Tần Vũ cũng thường hay quan sát Tần Xương. Lúc này Tần Xương làm cho Tần Vũ có một cảm giác khác, một loại cảm giác không thể nói bằng lời. Hồng Quân hành phủ tại tầng cuối cùng cũng chính là Hồng Quân Đạo, nơi tu luyện đưa ra pháp quyết. Hồng Quân đem đầy đủ tầng thứ nhất lưu lại trong đó, đồng thời lại kèm theo một câu nói: vũ trụ vạn vật một âm một dương, nếu có sanh tức có diệt, sanh diệt tương giao, âm dương bổ trợ, tất có đại thành. Tại Đông Lam Sơn, cổ bàn tu luyện trong sơn động, Hồng Quân bay tới nơi này rồi đứng lại. Trước tiên ta tới nơi này gặp lại lão bằng hữu trước đã. Hồng Quân mỉm cười xuyên qua trận pháp của cổ bàn bố trí, tiến vào trong cổ động. Các hạ tự tiện đi vào nơi này, không biết là có ý gì không? Hồng Quân vừa mới tiến vào trong động, cổ bàn thanh âm không có một chút sắc thái nào đã truyền ra. Bàn cổ, hay gọi ngươi là cổ bàn đây, chúng ta quen biết không chỉ có 1-2 năm, cho dù chưa có gặp qua cũng không cần phải như vậy đâu. Hồng Quân cười cười nói, người cũng đã tới trước mặt cổ bàn. Các hạ biết ta ư? Xin hỏi các hạ là ai? Cổ bàn nhíu mày, Tử Huyền Tinh cũng là lần đầu tiên hắn tới đây, trước mặt người này chỉ là Kim Đan kỳ tu chân giả, sao lại biết thân phận của hắn, như thế nào không làm hắn kinh ngạc cho được? Ta gọi là Hồng Quân, cũng chính là Hồng Quân trên địa cầu. Hồng Quân không có khách khí, đi lại bên cạnh cổ bàn ngồi xuống. Hồng Quân đạo nhân ư? Cổ bàn vô cùng kinh ngạc. Không sai, chính là ta, rất ngạc nhiên có phải không? Cổ bàn tại nơi này ngoại trừ cái phi thuyền cái gì cũng không có. Hồng Quân bắt đầu nhớ lại loại rượu kê vĩ tiểu tại địa cầu, lấy 2 bình mao thai tiểu đặc chế tại địa cầu đưa cho cổ bàn 1 bình. Cổ bàn tiếp nhận mao thai tiểu, mở lắp bình, tu một hơi thật dài, hưởng thụ hương thơm của mao thai tiểu. Rất ngon, ngươi như thế nào cũng đi tới nơi này vậy? Ta là đi theo ngươi tới nơi này, bất quá nơi đây cũng chính là quê hương của cha ta. Hồng Quân không như cổ bàn, một hơi uống hết nửa bình rồi để rượu xuống bên cạnh, khe khẽ mỉm cười. Cha của ngươi? Đúng vậy, cha của ta chính là sinh ra ở nơi này, bất quá ta và người nhà cũng không có ở đây. Nếu như nói là nơi cha ta sống cũng không có sai. Nguyên lai là như vậy, thế nhưng sao ngươi bây giờ mới chỉ có... Cổ bàn còn chưa nói xong, Hồng Quân đã cắt đứt câu nói của hắn. Chỉ là một kim đan kỳ đúng không? Ta tu luyện chính là công pháp đặc thù, nhất định trình độ cần phải trọng tu, mà vừa lúc lần này chính là lúc trọng tu đây. Cổ bàn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu giải thích của Hồng Quân. Cổ bàn trên địa cầu cũng không biết
Bất quá hôm nay mới biết được Hồng Quân cũng không phải là người địa cầu. Như vậy, ngươi đi tới nơi này là có ý gì vậy? Cổ Ban lại hỏi. Nơi này chính là quê hương của cha ta, nhưng ở đây ta một người cũng không quen biết, chỉ có ngươi mới có thể gọi là quen biết một chút thôi. Không tới nơi này tìm ngươi thì ta tới nơi nào đây? Hồng Quân cười quỷ dị. Huống hồ ta bây giờ mới chỉ là kim đan kỳ, vì vậy cần có một cao thủ bảo vệ, cũng chính là ngươi đấy. Để cho ta bảo vệ ngươi ư? Cổ Bàn có chút cười không được mà khóc cũng không xong. Tại trên địa cầu, đường đường là Hồng Quân đạo nhân, tự nhiên chạy tới chỗ Cổ Bàn tìm người bảo vệ. Nếu ở địa cầu mà nói, sợ rằng đều khiến người tu chân cho rằng nói xạo. Ngươi không cần cười ta như vậy đâu, ta chỉ là hơi nhàm chán một chút thôi. Bất quá ta cũng muốn nói cho ngươi hay, không nên cứ như thế một mình ngồi tu luyện, như vậy thì còn hứng thú gì nữa đây. Nếu có thời gian thì đi tới nhân gian giới du ngoạn một chút đi, cam đoan ngươi sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Trên địa cầu ngươi cũng như thế này, đi tới Tử Huyền Tinh cũng không thấy ngươi đi ra ngoài một lần nào. Cổ Bàn đã mấy chục năm không có đi ra ngoài. Hồng Quân cũng chỉ nói Cổ Bàn tại địa cầu đã mất mấy ngàn năm ẩn cư dưới chân núi, phòng chừng ở chỗ này vẫn ngây ngốc như vậy. Ta tu luyện chính là công pháp bất đồng, phải bế quan tu luyện. Bế quan cái gì mà bế quan, không trách được ngươi ngay cả cảnh giới tốc độ lại chậm như vậy à. Không nhập thế sao có thể hiểu được thế đây. Tu luyện không nên nhất thời nóng lòng. Đi, ta mang ngươi đi du ngoạn quê hương của cha ta, có thể cấp cho mình một cái gì đó, trở về lại tu luyện sau. Hồng Quân không đợi Cổ Bàn nói xong, lôi kéo Cổ Bàn đi ra ngoài. Cổ Bàn cười cười cũng không có cự tuyệt, đi theo Hồng Quân rời khỏi nơi này. Hơn nữa Hồng Quân nói cũng có lý, cũng biết được nhiều năm qua tiến triển vô cùng chậm chạp, là muốn tại thế tục giới tiếp tục tu luyện. Một tòa thành cổ kính trải qua lịch sử lâu dài và vô số sự huy hoàng, đó chính là Viêm Kinh Thành. Hôm nay tuy Viêm Kinh Thành không còn huy hoàng như trước, nhưng cũng là một tòa thành lớn. Trấn Đông Vương phủ của Tần Vũ năm xưa đã sớm không còn tồn tại. Mấy trăm ngàn năm phong tranh vương quyền đã bị hủy bỏ, bây giờ tứ đại vương triều đều là con người thuần phác, sớm đã quên ngày xưa có một Tần gia địa vị hiển hách. Viêm Kinh Thành tại một tiểu lâu, bây giờ mọi người đàm luận nhiều nhất chính là vấn đề Tề Vân công chúa Tề Vương triều. Vài chục năm trước Tề Vân đột nhiên mất tích, vài chục năm sau lại xuất hiện tại Tề Vương triều, hơn nữa lại là một thượng tiên. Tứ đại vương triều bởi vì nàng mà phát sinh chiến tranh, đều thành vấn đề cho dân chúng bàn tán sau khi ăn xong. Thời gian dài không tiếp xúc với cuộc sống của con người, ban đầu Cổ Bàn có chút xa lạ, chỉ là đi cạnh Hồng Quân từ từ cũng bắt đầu quen thuộc với thế giới con người. Hồng Quân cũng là vừa mới tới Viêm Kinh Thành. Đông Lam Sơn cùng Viêm Kinh Thành chính là nơi trước kia cha mình sống. Tuy không còn người nhưng cũng làm cho Hồng Quân một loại cảm giác ấm áp. Viêm Kinh Thành bây giờ đang là mùa đông, ngoài đường có rất nhiều tuyết. Hồng Quân cùng Cổ Bàn ngồi ở lầu 2 của tiểu lầu, nhìn bên ngoài cửa sổ là một mảnh màu trắng, nghe dân chúng ăn uống nói chuyện rất là thích thú. 2 tháng thời gian, Hồng Quân mang theo Cổ Bàn đi du lịch gần một nửa Tiềm Long Đại Lục. Cổ Bàn rốt cuộc khôi phục lại vẻ tiêu sái ngày trước, có thể chủ động cùng con người nói chuyện, còn chủ động đưa ra nhiều câu hỏi. Trong khi đi du lịch, hai người còn có một số việc vô cùng buồn cười, đó là việc Hồng Quân bắt cóc Tề Vân công chúa mà trở thành tội phạm truy nã của cả đại lục. Nơi nơi đều dán hình truy nã, làm cho Hồng Quân không thể không cải trang. Hôm nay Hồng Quân đã khôi phục lại trí nhớ như Tần Sương, nhớ lại mấy chục năm cuộc sống trước đây không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn không có nghĩ được có một ngày hắn làm cho một người mới đạt kim đan kỳ tiểu cô nương chịu ủy khuất, lại còn bắt nàng phát thề. Trên Tiềm Long Đại Lục đi du ngoạn, Hồng Quân rất nhanh không còn hứng thú. Học theo cha năm đó, bất quá hắn không có đi xuyên rừng mà trực tiếp mua một con thuyền lớn xuất phát hải vực. Mênh mông biển rộng, trên thuyền lớn Hồng Quân và Cổ Bàn hai người câu cá giải khuây. Điều không thể ngờ tới là Cổ Bàn phong bế tâm tư cũng bị Hồng Quân lôi kéo, cuối cùng cùng Hồng Quân tại đây hưởng ngoạn. Sau khi Hồng Quân đột phá kim đan kỳ, tu luyện tốc độ cực nhanh, vật chất vô danh phát triển với tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian có hơn 1 tháng, gần như đã đạt đến kim đan trung kỳ. Kim đan hoàn toàn bị vật chất vô danh bao phủ, nhìn kim đan hiện giờ là một màu xám, có thể gọi là hôi đan thì thích hợp hơn. Hồng Quân để cho Cổ Bàn chèo thuyền. Cổ Bàn hôm nay tu vi còn cao hơn hắn. Hồng Quân chỉ có thân thể khỏe mạnh,
còn chính thức về công lực so với cổ bàn còn thua kém nhiều. Bất quá, Hồng Quân bên trong giới chỉ có một đôi tiên khí cùng thần khí. Cho dù là thượng tiên tu chân giả hay yêu thú, nếu không cẩn thận cũng có thể bị hắn chém chết. Thuyền khởi hành với tốc độ rất nhanh, không tới một tháng, tựa như đã đi được hơn 1.000 dặm đường. Nếu không phải tốc độ thuyền có hạn, sợ rằng 1 ức hải lý cũng có thể đạt được. Tại trên biển dạo chơi, Hồng Quân rốt cuộc trong đầu cũng nghĩ tới việc xuống nước. Hải vực yêu thú vô cùng rộng lớn, còn có vô số hải thú. Hải vực yêu thú bây giờ có 3 thế lực lớn. Tinh thần các chính là cường đại nhất, chiếm về phía Tiềm Long Đại Lục 1 ức 2.000 hải lý. 11 người cùng động phủ tinh thần các bản doanh, chính là Xích Huyết động phủ trước kia đổi tên thành tinh thần các. Ngàn ngàn năm nay, bằng vào đại trận Cương Lan lưu lại, tinh thần các đã phát triển cực mạnh. Tổng bộ sớm đã chuyển về Đằng Long Đại Lục, cũng chính là Đằng Long Đại Lục yêu tu giả đứng thứ 3. Mà Hồng Quân cùng cổ bàn bây giờ đã ở ngay bên ngoài tinh thần các. Cương Lan bố trí trận pháp tất nhiên là khó khăn, nhưng Hồng Quân cũng là một tiểu tông sư trận pháp. Khẽ đảo vài cái, mang theo cổ bàn xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong của tinh thần các. Tinh thần các kết cấu vẫn như lúc Tần Vũ còn ở đây. 3 vị các chủ, hiện nay các chủ là Sa Khởi, bản thể chính là Trích Hồ Ngạc Bạch Sa, một loại cá duy nhất là hạ cấp thần thú, đạt cảnh giới không minh tiền kỳ. Hồng Quân cùng cổ bàn dễ dàng tiến vào bên trong Nhật Nguyệt Đại Điện. Vẻ huy hoàng của ngày xưa không có gì thay đổi. Ở giữa đại điện là 3 bức họa, bức ở giữa chính là cha Hồng Quân, tinh thần các chủ Tần Vũ. Hai bên 2 bức họa chính là Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Người nào vậy, dám cả gan tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện? Hai người không có che giấu, nghênh ngang thưởng thức 3 bức họa, tự nhiên bị yêu thú đi tuần tra phát hiện. Tinh thần các nhất thời báo động, vô số hộ vệ phi tới cửa Nhật Nguyệt Đại Điện. Không có sự đồng ý của các chủ hay phó các chủ, ai cũng không được phép tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Cảnh báo cũng làm kinh động tới Sa Khởi cùng 2 vị phó các chủ. 3 người đang thương nghị một việc, nhận được cảnh báo, đồng thời cùng nhau hướng tới Nhật Nguyệt Đại Điện bay đi. Sa Khởi là các chủ mấy ngàn năm nay, đây cũng là lần đầu tiên có người không biết sống chết tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Hồng Quân cùng cổ bàn coi như là không việc gì, 2 người thậm chí ngồi ở trên ghế trung ương đại điện. Sa Khởi vừa mới đi tới đã thấy 2 người đang ngồi trên ghế uống rượu nói chuyện phiếm. Nhất thời nộ khí bùng phát, trực tiếp vung tay xuất cực phẩm linh khí nhằm hướng 2 người đánh tới. Trong mắt Sa Khởi nhìn thấy một tiểu tử mặc bạch y, cũng chỉ là kim đan trung kỳ, còn người mặc khắc y hắn nhìn không thấu. Bất quá Sa Khởi rất tự tin, không minh tiền kỳ thần thú so với không minh hậu kỳ yêu thú bình thường tuyệt đối là mạnh hơn. Sa Khởi linh khí đánh tới hắc y nhân cũng chính là cổ bàn. Ở lại tinh thần các, tất cả hơn 30 vị hộ pháp tất cả đều đã tới nơi. Nhìn Sa Khởi đã đồng thủ cùng 2 người, 2 vị phó các chủ đồng thời tiến vào trong đại điện, đều là nhằm vào cổ bàn mà đánh giết. Hồng Quân bị bọn họ bỏ qua một bên, một tiểu tử mới là kim đan trung quỷ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết chết. Cổ bàn vũ khí trong tay cũng là một kiện cực phẩm linh khí, tên là Khai Thiên Phủ. Cổ bàn nhẹ nhàng vung tay, cực phẩm linh khí của Sa Khởi bị ngăn trở, quay lại hướng vào trong tay Sa Khởi. 2 vị phó các chủ cùng hơn 30 vị hộ pháp còn chưa kịp bay tới gần cổ bàn, tất cả đều bị một cỗ lực lượng không hiểu ở đâu ngăn trở, tất cả đều lùi ra ngoài. 2 vị là ai? Vì sao xông vào trọng địa của tinh thần các chúng ta? Sa Khởi không phải kẻ ngốc, tất nhiên đã nhìn ra hắc y nhân kia tuyệt đối là khó đối phó. Tinh thần các hoàn toàn không có địch nhân như bọn họ, vậy như thế nào bọn họ có thể đi vào bên trong tinh thần các? Sa Khởi bây giờ mới khiếp sợ, bọn họ như thế nào có thể xông qua đại trận của tinh thần các đây? Mà đại trận này ngàn ngàn năm nay đây là lần đầu tiên có người xông vào. Nghe đại danh của tinh thần các đã lâu, bây giờ xem ra bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hồng Quân khẽ cười khoa trương vài tiếng, thử cảm giác của cha. Tiểu tử này thật là. Tại tân thần giới tổ huyền phủ, Tần Vũ lắc đầu nở nụ cười nhẹ. Tiểu Sương trí nhớ sau khi khôi phục, tính cách cũng có chút thay đổi. Trước kia Tiểu Sương sẽ không có như vậy mà trêu người. Tiểu tử, ngươi muốn chết ư? Hộ pháp Kim Vĩ tức giận mắng một tiếng, trong tay mang theo đại đao bay về phía Hồng Quân xuất đao chém tới. Đại đao chém vào người Hồng Quân, thân thể Hồng Quân khẽ rung nhẹ, còn Kim Vĩ lại bị đánh văng thật xa. Hồng Quân chỉ vào quần áo bị đại đao chém trúng nói: ngươi làm hỏng quần áo của ta, cần phải bồi thường cho ta một bộ, biết không hả?
Sa Khởi cùng các vị hộ pháp trong lòng cả kinh, thực lực của Kim Vĩ bọn họ đều biết. Kim Vĩ đã đạt đồng hư trung kỳ, trong tay đại đao cũng là một kiện trung phẩm linh khí. Dưới một đao này, kim đan kỳ tiểu tử kia một chút thương tổn cũng không có, mà Kim Vĩ lại bị phản chấn bay xa. Bạch y tiểu tử kia quả thực tuyệt đối không phải là kim đan kỳ, nhất định là dùng bí pháp nào đó ngụy trang. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 3 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến tạm thời kết thúc tại đây. Để dõi theo diễn biến của câu chuyện, mời quý vị và các bạn hãy đón xem các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.